Ngọc Thơ, Thời Báo.D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trí tuệ Việt cứ phải mượn nhờ xứ khác để bay cao Ngày 29 tháng 5, trên blog của nhạc sĩ Tuấn Khanh có bài Trí tuệ Việt sao cứ phải xa nhà mới có thể bay cao Theo nhạc sĩ, nếu tính cả tác giả Dương Thu Hương, diễn viên Quang Kế Huy thì mùa hè năm 2023 có vẻ là giai đoạn thật sự bội thu, mang lại sự hãnh diện cho người Việt Nam qua những giải thưởng nghệ thuật quốc tế. Ngày 27 tháng 5, tất cả các tin tức trên báo chí và hãng tin lớn của thế giới đều sướng tên hai người Việt Nam đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất và đạo diễn Phạm Thiên Ân từ Việt Nam được tặng giải ống kính vàng dành cho phim đầu tay hay nhất. Hình ảnh bài trên blog của nhạc sĩ Tuấn Thành. Nhạc sĩ cho biết đạo diễn Trần Anh Hùng, người lừng danh từ nhiều thập niên trước và được giới điện ảnh châu Âu đánh giá là một tài năng độc đáo, khởi đầu với bộ phim Mùi đu đủ xanh. Giải thưởng năm nay của Trần Anh Hùng tại liên hoan phim Cannes chuyển thể từ tiểu thuyết Cuộc sống và đam mê của Dodin Bovent nói về nghệ thuật ẩm thực Pháp. Còn đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân đoạt giải thưởng ống kính vàng với bộ phim Bên trong vỏ kén vàng một bộ phim tâm lý và giả tưởng. Đạo diễn Phạm Thiên Ân sinh năm 1989, định cư tại Hoa Kỳ vào năm 2015. Phim này anh lấy bối cảnh Việt Nam để thực hiện. Nhạc sĩ nhận xét câu chuyện của người Việt bước ra thế giới và thành danh dường như đều có chung những điều khó nói trên báo chí trong nước. Quan Kế Huy khi được truyền thông Việt Nam rầm rộ đưa tin nhấn mạnh là gốc Việt thì không thể thuyết minh được hành trình của ông có mặt tại Hoa Kỳ. Tác phẩm chốn vắng của Dương Thu Hương thì tất cả các nhà báo trong nước được lệnh không được đề cập đến. Với Phạm Thiên Ân thì có vẻ nhẹ nhàng và không vấn đề. Tuy nhiên, không biết được Phạm Thiên Ân rồi sẽ có thêm những tác phẩm nào có thể bị nhìn ngó bằng con mắt khác. Nhà sĩ Tuấn Khanh cho biết, đạo diễn Trần Anh Hùng sinh năm 1966 cũng từng bị báo chí trong nước dường như có tổ chức mở những cuộc tấn công dữ dội vào tác phẩm xích lô của ông bởi cũng bị nhìn ngó bằng những con mắt khác. Thậm chí đạo diễn Trần Anh Hùng còn bị cấm về nước trong nhiều năm. Trong khi đó, tác phẩm Xích Lô đã nhận giải thưởng Sư Tử Vàng ở Liên hoan phim Venice lần thứ 52 ở Ý vào tháng 9 năm 1995. Hình ảnh đạo diễn Trần Anh Hùng bên phải và đạo diễn Phạm Thiên Ân bên trái. Nhạc sĩ kể lại câu chuyện khôi hài của việc kiểm duyệt phim ở Việt Nam khi một đạo diễn quay một phân đoạn những kẻ xấu ngồi đánh bạc và hút thuốc. Khi duyệt, ở trên có ý kiến để đánh bạc như vậy là tạo hình ảnh xấu, thế là những kẻ đánh bạc cho quay lại thành ngồi uống cà phê và hút thuốc. Nhưng tháng sau, phía kiểm duyệt lại nói, hiện đang có chiến dịch chống hút thuốc nên không được để hình ảnh hút thuốc trực diện. Dĩ nhiên buộc phải thay, người kiểm duyệt trực tiếp kết luận vậy thôi, biết sao giờ. Đạo diễn nhẩm tính phí tổn quay lại, xong chặt lưỡi, vậy thôi, biết sao giờ? Giữa những ý kiến kiểm duyệt chập chờn mọi thứ với nghệ thuật, luôn chỉ là biết sao giờ. Nhạc sĩ cho biết, với phim Xích Lô, đạo diễn Trần Anh Hùng cũng được gợi ý để viết minh oan cho mình. Ông viết, khi tôi làm phim Xích Lô, tôi không hề nghĩ đến chuyện bôi nhọ đất nước của tôi. Tôi là một nghệ sĩ Việt Nam định cư ở nước ngoài, và tổ quốc Việt Nam rất thiêng liêng đối với tôi. Mục đích của tôi khi làm phim này là để đưa vào điện ảnh thế giới một tác phẩm nghệ thuật do một người Việt Nam làm. Tác giả nhận xét, đọc những dòng tự bạch của đạo diễn Trần Anh Hùng và trải qua những gì đã có trên đất nước, người ta chợt hiểu ra rằng kiểm duyệt ở Việt Nam là những ý tưởng lem lút về chính trị và phần lớn bao gồm những gì mà người kiểm duyệt không đủ sức để hiểu nổi. Họ cắt, cấm chận bỏ những điều mà họ không đủ trình độ để thu nạp mà mục đích là an toàn trên hết an toàn trong sự chật chội của trí tưởng tượng nông cạn và hèn nhát và nhạc sĩ chua xót nhận xét các giải thưởng đây đó bên ngoài việt nam cho người việt nam cho đến nay điểm lại thì rất nhiều cho thấy trí tuệ của người việt như con diều luôn khao khát bay cao bay xa nhưng sợi dây để dắt đưa nó bay lên chắc chắn không thể là sợi dây kiểm duyệt tù động. Rõ ràng là có những con diều Việt Nam đành cứ phải mượn nhờ những sợi dây khác dắt đưa lên cao, những sợi dây không phải ở quê hương mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Trí tuệ Việt cứ phải mượn nhờ xứ khác để bay cao. Tiến triển mới trong vụ án cô giáo Lê Thị Dung Ngày 25 tháng 5, AFA Tiếng Việt loan tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An kháng nghị bản án 5 năm đối với cô giáo Lê Thị Dung, đề xuất cấp phúc thẩm xét xử theo hướng hủy bản án sơ thẩm mà cô giáo này đang kháng cáo kêu an. Hình ảnh bản tin trên AFA. Thông tin trên được chánh án tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ông Lâm Quốc Tú cho truyền thông nhà nước biết vào ngày 24 tháng 5. Cơ quan này đang làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án đối với cô giáo Lê Thị Dung lên tòa án tỉnh để xử phúc thẩm. Trước đó đúng một tháng vào ngày 24 tháng 4, tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã tuyên cô giáo Lê Thị Dung 5 năm tù theo cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Bởi vì cô Dung trong 6 năm đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và áp dụng dù chưa được cấp sở thông qua dẫn đến chi sai nguyên tắc hưởng lợi số tiền gần 45 triệu đồng. AFA cho biết ngay sau khi bản án được tuyên, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây là bản án bất công. Cơ sở cho lập luận này là việc so sánh với những trường hợp các quan chức nhà nước khác làm thất thoát hàng tỷ đồng, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng mà mức án lại không cao như đối với bà Lê Thị Dung. Gần nhất là bản án 3 năm tù đối với cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn làm thất thoát 54 tỷ đồng một bài phân tích về vụ án cô giáo Lê Thị Dung trên trang điện tử Luật sư Việt Nam cho rằng vụ án này đã kỷ lục về thu hút sự quan tâm của dư luận từ trước tới nay và đã có 26 tờ báo đăng bài, hình ảnh bài phân tích trên trang Luật sư Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả cho rằng trong vụ án này, nhận thức pháp luật áp dụng vào việc kết tội cho cô giáo Dung đang được hiểu rất khác nhau. Thứ nhất, theo một giảng viên tiến sĩ luật, một cựu thẩm phán tại thành phố Hồ Chí Minh và một luật sư cho rằng không thể truy tố cô Dung ở khung 5 tới 10 năm tù mà chỉ ở khung 1 tới 5 năm tù vì không thỏa mãn hai điều kiện phạm tội nhiều lần và tài sản thiệt hại trên 200 triệu theo nghị quyết 03 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao trong khi đó, thẩm phán Trương Việt Toàn, chánh án Tòa án Nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hưng Nguyên cho rằng truy tố ở khung 5-10 năm tù là đúng theo quy định của Bộ Luật Hình Sự. Thứ hai, về tình tiết giảm nhẹ, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên cho rằng chỉ có một tình tiết đó là có nhiều thành tích. Ngược lại, một số luật sư cho rằng việc thừa nhận có nhận tiền dù cho rằng mình không sai có thể coi là tình tiết giảm nhẹ. Đồng thời, xét về nhân thân bị cáo cũng có thêm một tình tiết nữa. Như vậy, theo các luật sư thì cô Dung có tới 3 tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án dưới khung quy định. Hình ảnh truyền thông nhà nước cũng rất quan tâm vụ án này. Thứ ba, quy chế chi tiêu nội bộ có hợp pháp. Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Trần Công Du nói rằng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên là đúng thủ tục vì đã thông qua hội nghị công viên chức đã gửi cho phòng tài chính kho bạc nhà nước huyện theo dõi và kiểm soát. Nếu quy chế là hợp pháp thì cô Dung không phạm tội. Còn nếu quy chế này trái pháp luật thì việc theo dõi kiểm soát chi tiêu của phòng tài chính kho bạc nhà nước huyện cũng sai. Như vậy, vụ án có bỏ lọt tội phạm. Thứ tư, quy trình tố tụng có đúng luật. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân Nguyện Quốc hội, việc giam cô Dung một năm mới đưa ra xét xử có vi phạm quy định về thời hạn tạm giam hay không? Có cần thiết đến mức như đối xử với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hay không? Hơn nữa, việc tước của cô Dung quyền có luật sư bào chữa và đuổi cả hai luật sư của cô ra ngoài phòng xử là một việc làm rất vi phạm đạo đức thẩm phán. Tuy nhiên, cho dù dư luận có lên tiếng và bản thân cô Dung có kêu an, thì tòa án tỉnh Nghệ An vẫn không cho cô tại ngoại trong thời gian chờ phúc thẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin tiến triển mới trong vụ án cô giáo Lê Thị Dung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo d